Bữa nay thì sẽ ăn xương ống heo quay nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn ăn xương ống heo quay cùng Thi ha. Mình mua cái xương gì là mình ăn không có ngán cả nhà các bạn. Chứ mình mua thịt á, mình ăn ngán lắm. Tôi thấy miếng nào mà nó vàng vàng cả nhà bạn ơi, nó ngon hơn. Giờ Thi xin mời cả nhà các bạn nha. Cái này Thi ăn nữa, dư bánh mì. Mà nhà biết sao không? Cái xương này mình khỏi cần chấm muối tiêu nha. Mình chấm muối tiêu á. Rồi cái nó mà nó có cái độ mặn sẵn ở nhà bà. Mặn lắm. Mình chấm muối tiêu với nó mà mặn. Ngon. Ngon bá cháy được một chét. Nó là cái mặt cái nhọc bạn ơi. Bà cắm không? Một chỗ rồng. Ra ngon.